Điều đó hoàn toàn đúng với sự hiện diện của cô dâu Nguyễn Thị Văn Anh ngày hôm nay, thật xinh đẹp và lộng lẫy, cùng với chú rể là Đức Minh, thật là đẹp trai, và tất cả chúng ta đều xúc động trước vẻ đẹp của đôi bạn trẻ. Xin cảm ơn những chàng pháo tay rất nồng nhiệt quý vị để chúc phúc cho cô dâu và chú rể, chúc mừng Đức Minh hôm nay trăm năm hạnh phúc.